đó, nhìn thấy mặt em vậy. Gỡ đấy. Gỡ cái cây đó ra luôn, gỡ. Có gì cũng được đó. Đấy. Chưa, đừng có mở. Khoan. Hello, chào các bạn. Bây giờ mình sẽ quay một cái video về chuẩn bị hoa cho ngày Tết nha. Năm nào thì mình cũng trước Tết là mình cũng chuẩn bị hai cái chậu cúc không soi như vậy hết. Hôm qua là mình mới vừa mua nhưng mà không có thời gian để mà vô chậu. Bây giờ mình sẽ vô chậu. Bạn thấy này không? Này là hoa hồng đó. Cái này chắc là tới Tết thì mới nở tốt rồi. Em nói không được hả? Ừ. Sao? Rồi anh nắng hết đi, anh giật nó ra. Bây giờ là giật cao phải không? Ừ, giật cao lắm nha. Rồi. Cao 1, 2, 3 nè. Chỉnh đi. Chỉnh đi. Có ngậm cây ở ngoài. Bây giờ cho nó vô đó lại. Vô đâu? Đi trên đó. Vậy đẹp rồi, thiếu đất mà. Gì? Nó tàn bạc ra vậy là đâu có đẹp đâu. Mình tổng thể với anh mới biết đường. Em phải để vô chậu chứ. Thì phải để vô chậu nhưng mà mình để nguyên cái đó vô luôn được không? Không được đâu, tháo ra luôn. Vậy là đúng rồi đó, nó là vậy là đúng rồi đó, lấy dây cọc lại. Dây à? Ừ, lấy dây bó dưới góc lại. Quấn xung quanh đó. Có dây, dây ở ngoài đó trộn ra nó lấy gì không? Sao cái chỗ cái đống vừa vừa cạn á. Gỡ ra thì cái mâm này nó bị hư ra cho nên mình phải cột lại. Mâm soi là nó phải tròn, nó mới đẹp. Em mua mà em còn xin người ta thêm phân nữa nè, thấy không? Vậy em mới khôn. Chậu rồi, người ta cũng vô cho mình ở đó à. Ừ. Xong chưa? Cọp lại. Chưa. Biết đẹp luôn. Làm cái chậu bên kia xong đi. Cọp lại cho nó đừng có thưa mấy gì nè. Còn này để trồng dao. Không, em không để trồng dao đâu, biết em làm gì không? Ừ. Em bứng hết cái bông nó vô lên đây chồng. Hay là chồng ra. Bông gì? Em bứng hết vàng vừa cạn lên chồng mới đứng thằng này. Ừ, vừa vừa cạn lên ra. Gì mà nói. Rồi tới nè. Cái chồng này đẹp hơn chậu đó. Em nói sao vậy? Cái chậu này thấp hơn chậu kia. Thấp nhưng mà cũng phải để kia nó mới bung ra chứ. Em nói là phải lót lên đây miếng cho nó cao lên. Rồi
cao quá không? Thấp hơn tí nữa. Được rồi. Đẹp không mọi người? Héo dục vô làm béo vậy. Giờ mình sẽ đổ cái này vào đây cho nó gọn. Kề xong bỏ phân vô đó kìa. Mọi người thấy hoa này rất là đẹp, cái này gọi là cúc mâm xôi, chỉ có Tết mới có thôi, còn thường là không có. Hai cây này mỗi cây mua nhiêu? 140. Mua sớm thì rẻ hơn, mắc hơn. Ở ngoài chợ qua bông này không có đẹp. Ở nhà anh á. Em hỏi giá nhiều nó giảm không? Không, cái gì? Hả? Ừ. Cái gì? Anh hỏi em không trả giá hay gì? Trả rồi, không bớt. Không bớt rồi. Không bớt gì. Mua bông nhà họ trồng ở một bậc thang vậy đó. Mẹ chồng ơi. Mà nó không ở kịp đâu. Tiền gì chồng xin không? Học nhà cấp cho. Ừ, nhà họ dễ mà. Rồi thấy không, cái chậu này nó không cần kia nữa thấy không? Nó cũng vẫn tròn nè, chậu này không cần cột dây nè. Đúng không? Cũng phải bọc hết chứ. Giờ bữa nở ra nó bung ra thấy ghê. Không. Chậu này nó gì là nó tròn rồi. Chậu này em thích. Anh nghĩ nó nhiều cây quá. Như cái này nè, chậu này chắc trồng 2 cây cái gì á. Ờ chậu đó nghi chắc có 2 cây giống á. Không, cũng một bụi à. Nghĩ sao bụi vậy? Bụi mà nó bung gì? Một bụi à. Cũng có nhiều cây sao. Rồi bây giờ mình sẽ cột cái mâm này lại cho nó gọn lại. Tại vì mâm xôi mà nếu như mình lựa được mâm nào cũng giống như vậy đây là nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm qua chỉ có một mâm giống vậy thôi. Còn cái mâm kia nó cũng tròn nữa nhưng mà nó nở bông hết rồi. Giờ mình sẽ cột dây lại cho cái này. Nở bông hả? Nở bông chứ không phải nở hoa à? Nở. Ủa nhưng em nói nở bông, đây nói nở bông rồi nở hoa. Anh túm nè, túm lại. Túm lại cho đây, cái này đưa nè. Anh túm đâu? Ừ, túm đâu nè. Hai bó bánh đi. Bó. Đây, đưa, đưa, đưa. Xích lên hay gì? Rồi đó, bỏ đây. Không tắt dây đấy, cộng đấy. Kéo lên.
rồi. Nó ớp quá. Thì đó, đó là được rồi. Ớp nữa thì kéo lên trên. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là đẹp ha. Giờ mình sẽ thu dọn chiến trường.